Các quan chức Bộ Quốc phòng vẫn đang hoàn thiện những khâu cuối cùng cho đợt viện trợ mới tiềm năng này, nhưng họ muốn mọi thứ sẵn sàng triển khai ngay sau khi Tổng thống Joe Biden ký thông qua dự luật cung cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ bổ sung cho Kiev. Một quan chức Mỹ tiết lộ với tờ Politico gói viện trợ lần này sẽ lớn hơn đáng kể so với đợt viện trợ quân sự gần đây nhất trị giá 300 triệu đô la Mỹ. Gói viện trợ mới sẽ bao gồm xe bọc thép quân đội Humvee, gọi tắt là HMMWV và M113 xe chiến đấu Bradley tên lửa. Các quan chức Mỹ khác khẳng định Washington chuẩn bị một gói viện trợ lớn để giúp đáp ứng nhu cầu trên thực địa của Kenya. Đồng thời quan chức này nói thêm rằng gói viện trợ cũng sẽ bao gồm cả việc tăng cường lực lượng phòng không và pháo binh. Tuy nhiên, người phát ngôn của Lầu Nam Góc từ chối bình luận về những thông tin nêu trên. Thương viện dự kiến thông qua dự luật sớm nhất là vào ngày 23 tháng 4 rồi chuyển đến ban làm việc của ông Biden trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế. Bà Celeste Wallander cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ DOD có kế hoạch chuyển viện trợ trong vòng một hoặc hai tuần sau khi được phê duyệt. Theo tờ Politico, trong cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 22 tháng 4, ông Biden cam kết sẽ nhanh chóng cung cấp các gói hỗ trợ an ninh mới quan trọng để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của Ukraine ngay khi ông ký thành luật. Tổng thống Ukraine hôm 22 tháng 4 bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Mỹ vì sự hỗ trợ và lãnh đạo trong cuộc trò chuyện qua điện thoại. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm, ông Zelensky cũng khẳng định dự luật viện trợ đã làm rõ rằng Ukraine sẽ nhận được hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS mà Ukraine tìm kiếm từ lâu. Ông Zelensky nói tất cả các chi tiết đều đã được đề ra trong thỏa thuận về ATACMS dành cho Ukraine. Cảm ơn Ngài Tổng thống, cảm ơn Quốc hội, cảm ơn nước Mỹ. Lời đảm bảo từ phía ông Biden và lời cảm ơn của ông Zelensky được đưa ra sau khi các cuộc tấn công của Nga phá hủy một tháp truyền hình ở thành phố Kharkov, phía đông Ukraine, nằm cách biên giới Nga chỉ 30 km. Một đoạn video cho thấy tòa tháp màu đỏ và trắng sụp đổ vài giây sau khi tên lửa của Nga lao vào, Tờ AIA Novosti dẫn lời người dân địa phương cho biết tháp truyền hình lớn nằm ở thành phố Kharkov được quân đội Ukraine sử dụng để chứa nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm cả anten liên lạc phòng không. Tòa tháp từng là công trình cao nhất thành phố, hơn 240 mét. Kharkov trở thành mục tiêu trong các cuộc không kích không ngừng nghỉ của lực lượng Nga trong những tuần gần đây. Trong một bài đăng trên mạng xã hội sau vụ tấn công, Tổng thống Zelensky viết rằng ý định rõ ràng của Nga là biến thành phố này thành nơi không thể ở được. Ông Zelensky cũng cảnh báo rằng Nga có thể đạt được thành công đáng kể trước ngày 9 tháng 5. Ông Zelensky nghĩ Moscow có thể tìm cách chiếm Chasipya, một thị trấn nhỏ ở vùng Donetsk, trước ngày này. Các chỉ huy quân sự ở Kiev cho biết Chasipya sẽ mở đường dẫn tới các thành phố Konstantinivka, Kramatos và Slovyansk. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 22 tháng 4 tuyên bố kiểm soát thị trấn Novomikhalivka thuộc vùng Donetsk. Bước vào năm thứ ba của cuộc xung đột Nga-Ukraine, cuộc đối đầu giữa hai nước ngày càng trở nên khốc liệt. Các loại vũ khí của cả hai bên đã được huy động gần hết. Với Nga, đó là các loại bom hàng không được sử dụng ở mức gần tối đa. Chỉ tính riêng trong ba tháng đầu năm, không quân chiến thuật Nga đã thả 3.500 quả bom vào các vị trí của quân đội Ukraine. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Vagriliuk, con số này gấp 16 lần so với năm 2023. Không quân chiến thuật Nga đã thả trung bình 250 quả bom mỗi ngày, chính thức thay thế hỏa lực pháo binh, trở thành nỗi kinh hoàng thực sự đối với binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến. Nhờ phần lớn và hỏa lực mạnh mẽ từ trên trời, lực lượng Moscow đã có thể nhanh chóng đánh sập pháo đài kiên cố Avdivka. Không quân Nga gần đây, tranh thủ thời tiết tốt và phòng không Ukraine tê liệt đã tăng đáng kể số lượng các cuộc tấn công bằng bom vào các mục tiêu đối phương bom không chỉ phá hủy mục tiêu kiên cố mà còn được thả xuống các vành đai rừng trồng nơi quân Ukraine thường trú ẩn, thậm chí còn chi viện trực tiếp theo yêu cầu của bộ binh Nga ở những chiến trường trọng điểm. Không thể phủ nhận việc không quân chiến thuật của Nga hồi sinh với bom lượn có điều khiển, được cải tiến từ bom thường đã giúp lực lượng chiến đấu mặt đất của họ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, mặt trái của tấm huy chương đã hiện rõ trong việc sử dụng bom lượn, đó là trong thời gian qua đã ghi nhận nhiều quả bom rơi xuống khu vực Benkorod của Nga kênh Astra của Nga cho biết. Những trường hợp bom bị đánh rơi xảy ra trong các chuyến bay chiến đấu của máy bay Nga khi thực hiện không kích vào lãnh thổ Ukraine đã được Astra thống kê như sau. Ngày 30 tháng 3, hai quả bom FAB-500 nặng 500 kg đã được tìm thấy cách làng Krikovo ở Benkrod 2 km. Ngày 20 tháng 3, bom FAB rơi ở hai làng là Vedenskaya Gotnia và Zamostia. Hai quả bom FAB-250 nặng 250 kg nữa được tìm thấy vào ngày 22 tháng 3 gần làng Salaevo, quận Valiuski và cách làng Kozinka, cùng quận 5 km. Ngày 21 tháng 3, hai quả FAB-500 cũng được phát hiện gần làng Antonovka ở quận Grevodonsky và gần làng Kyurikovo ở quận Borisovsky. Ngày 25 tháng 3, một quả FAB-50 được tìm thấy gần làng Smorodino ở quận Yokolevsky. Tuy nhiên do những bức ảnh chưa được công bố rộng rãi nên không biết liệu loại bom này có được phân loại chính xác hay không. Cùng ngày, một quả FAB-250 được tìm thấy gần làng Zibino ở quận Borisovsky. Trong ngày 27 tháng 3, một quả bom FAB-500 được tìm thấy gần làng Besonovka. Sáng ngày 28 tháng 3, một quả FAB-250 khác được phát hiện gần làng Bezimene. Theo Asha, hơn 140 người dân của làng đã được sơ tán. Đến tối, quả bom đã được gỡ bỏ và tiêu hủy cùng ngày một quả FAB-500 được tìm thấy ở làng Nechal FK. Cũng trong ngày 28 tháng 3, một quả bom lượn FAB-1500 nặng 1,5 tấn bị rơi từ máy bay Su-34 của Nga gần Benkodot giữa các làng Besolovka và Vasila Việc bom Nga rơi xuống lãnh thổ liên bang Nga giáp với biên giới với Ukraine có thể là do mô đun cánh lượn UMPK mà Nga cài đặt trên bom của họ nhằm tăng tầm bay đã gặp trục trặc khi cánh lượn không mở được khiến bom rơi tự do. Theo thống kê của Astra, đây không phải là lần đầu tiên bom Nga rơi ở vùng Belgorod, mà ngay từ khi đưa vào sử dụng hồi tháng 3 năm 2023, loại bom lợn cải tiến từ bom thường của Nga đã xảy ra trục trặc và vùng Belgorod là nơi thường xuyên phải chịu cảnh bom lạc của chính máy bay Nga. Lý do là khu vực này nằm sát biên giới. Bom lượn được xếp vào nhóm vũ khí tấn công tầm xa về bản chất là một loại vũ khí dẫn đường chính xác không giống bom truyền thống rơi tự do sau khi rời khỏi máy bay, bom lượn dựa vào lực đẩy sau khi rời máy bay, nguyên lý ném lau và thiết kế khí động học hoặc đôi cánh để lướt về phía mục tiêu. Quá trình bay, bom được dẫn đường bởi hệ thống định vị gắn kèm thông qua hệ thống cánh lái hoa thị. Bom lượn có khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác cao giúp giảm nguy cơ thiệt hại phụ. Chúng được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến như INS, GPS laser truyền hình vân vân giúp đánh trúng mục tiêu một cách chính xác ngay từ khoảng cách xa. Những yếu tố trên khiến chúng đặc biệt hiệu quả trong chiến tranh hiện đại, nơi độ chính xác thường quan trọng hơn sức mạnh. Một khả năng quan trọng khác của bom lượn là tầm bay xa của chúng, điều này có nghĩa là chúng có thể được phóng từ một khoảng cách an toàn cho phép máy bay nằm ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không của đối phương, giúp cải thiện đáng kể khả năng sống sót. Trước kia không quân Nga phân biệt rõ ràng loại bom thường FAB và bom dẫn đường KAB. Bom thường rơi tự do được thả trực tiếp từ máy bay xuống mục tiêu thông qua máy ngắm trên máy bay như là hệ thống SVP24 của Nga. Bom KAB có thể thả từ xa thông qua các hệ thống dẫn đường vô tuyến, laser vân vân điều khiển chính xác vào mục tiêu, chẳng hạn loại bom KAB 1500 LGPE. Thông thường loại bom KAB của Nga thường trang bị thêm động cơ đẩy nên nó giống một tên lửa hành trình được phóng từ trên không. Ưu điểm của bom KAB là mức chính xác cao, nhược điểm là giá thành cao, không thể sử dụng với số lượng lớn. Thực chất, Nga cũng có rất ít bom KAB. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, do thiếu bom KAB nên máy bay Nga phải thả bom FAB bằng cách bay trên đầu mục tiêu hoặc ném bom theo kiểu bổ nhào. Phương pháp ném bom lạc hậu này đã khiến nhiều máy bay tiêm cục trở thành nạn nhân của tên lửa phòng không vác vai. Manpad và đặc biệt các hệ thống phòng không cơ động của Liên Xô mà Ukraine sở hữu, gồm m 1 Buk m 1 OSA hay Strela-10, khiến không quân chiến thuật Nga rơi vào khủng hoảng, thậm chí có giai đoạn hạn chế xuất kích tối đa. Từ tháng 3 năm 2023, Nga tiến hành thử nghiệm mô đun cánh lượn và hiệu chỉnh phổ quát UMPK trên các loại bom FAB, biến chúng thành bom thông minh với giá rẻ, giống với bom jdam e của Mỹ. Điều quan trọng nhất là mô đun OMPK do Nga sản xuất có chi phí thấp chỉ từ 10.000 tới 20.000 đô la Mỹ một bộ nên đã bổ sung cho quân đội Nga số vũ khí dẫn đường chính xác giá rẻ rất lớn. Với mô đun UMPK, Nga có thể sử dụng trên nhiều loại bom khác nhau như bom phá FAB dùng cho các mục tiêu kiên cố, bom chùm, DBK tiêu diệt sinh lực lộ thiên và phương tiện cơ giới hạng nhẹ, và cả bom nhiệt áp ODAB với các mục tiêu sinh lực ẩn nấp trong công sự, tòa nhà kiên cố, vân vân. Tuy nhiên điều quan trọng cần lưu ý là dù bom lượn có hiệu quả cao nhưng chúng không phải là không có hạn chế. Các yếu tố như thời tiết, hoạt động của hệ thống dẫn đường và các biện pháp đối phó của đối phương có thể ảnh hưởng đến độ chính xác và hiệu quả của chúng. Với những quả bom trang bị mô-đun UMPK của Nga, thì nguyên lý mở cánh lượn vẫn là một bí mật. Khi chưa rời máy bay, đôi cánh lượn của bom được xếp gọn. Theo quan sát trên video, sau khi rời máy bay, một thiết bị nổ được kích hoạt, giải phóng lẫy giữ, giúp đôi cánh bung ra cho bom bay lướt về mục tiêu. Tóm lại, bom lượn Nga có khả năng thực hiện các đòn tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn, khiến chúng trở thành vũ khí quan trọng giúp lực lượng mặt đất Nga chiến đấu có hiệu quả, đặc biệt là trước các mục tiêu được bảo vệ kiên cố của Ukraine tuy nhiên không phải không có những sai sót có thể do công nghệ bom cánh lợn của nga vẫn chưa hoàn chỉnh